Gọi là tính là ghe. Chúng tôi đã lên ghe và chúng tôi chuẩn bị là đi ra chợ nổi của Thái Lan. Đây, chợ nổi này là ở Bangkok. Thì một chiếc thuyền như vậy đó thì nó chỉ chứa được là 6 và 7 người là maximum. Thì hơn nữa đó thì tùy theo cân nặng đó, nó sợ nó sẽ thứ nhất là nó chìm thuyền. Và thứ hai là quý vị thấy tụi em phải ngồi đó, tụi em phải chia cái cân nặng của tụi em ra làm sao cho cái thuyền này nó được cân bằng hai bên, chứ nó không nó lật ghe. Dạ, lật ghe. Em không biết bơi cho nên là bây giờ là cho nên bây giờ mọi người thấy á, ở bên hai bên đường á, là sẽ có những căn nhà nhà sàn. Đây là nhà của người dân họ ở đó. Thì bây giờ tụi em sẽ đi ra tới chợ nổi. Khi mà tới chợ nổi á, thì sẽ chia sẻ thêm với quý vị là bởi vì bây giờ đi ở đây á, bên này tiếng thuyền ở bên này, tiếng này tiếng thuyền với tiếng ghe ở bên này, xong rồi mọi người họ trữ nước mắm trong mấy cái chai á mọi người, xong rồi đem ra họ phơi ở bên ngoài. Bây giờ cái vấn đề á, là quan trọng nè, làm sao mà cameraman á không làm rớt máy quay phim xuống dưới nước, và Ngọc Hân không làm rớt cái mai của Ngọc Hân cái thủng xuống dưới sông nha. Ôi họ đứng ở dưới nước luôn kìa, họ đi ở dưới nước luôn kìa. Mai thấy không? Tại vì anh Bình đã có cái cơ hội đi chỗ này mấy lần rồi cho nên anh Bình sẽ giải thích cho Hân nghe là tại sao hôm nay nước nó ngập vậy. Là thứ nhất là mưa, thứ hai là người ta gọi là mùa nước nổi. Cho nên là nước nó sẽ cao hơn, cái thủy triều nó dâng lên cao hơn bình thường. Đúng ra bình thường là nước nó sẽ không lên tới cái sàn, nhưng mà hôm nay là nước đã ngập lên tới sàn. Mọi người thấy là nước nó dâng lên tới sàn luôn. Và cái văn hóa ở đây là có nghĩa là buổi sáng mình có cái gì trong nhà, ví dụ có nải chuối, có rau, hay là mình bắt được con cá thì mình đem ra đây mình trade, mình đổi với nhau. Đó, hồi nãy ý có con cò nữa kìa. Có con cò nữa kìa. Hồi nãy á, cái người hướng dẫn viên họ cũng nói với mình á, mọi người, là đây á, là một cái nếp sống của người địa phương ở đây. Là cái chợ nổi á, là bởi vì ở đây đó lúc từ xưa xa xưa là nhà ai cũng có ghe, có tàu. Thì á, là nhà nào mà trồng được cái món gì hoặc nuôi được cái con gì, hoặc là ví dụ những món như là dệt vải này nọ đó, thì người ta sẽ đem lên ghe của người ta và người ta sẽ đem ra chợ để mà người ta trao đổi hàng hóa với nhau, giống như là một đơn vị của tiền tệ vậy đó. Thì đây là cái nếp sống của người dân địa phương ở đây. Và bởi vì khi mà có nhiều người, người ta bắt đầu người ta trao đổi hàng hóa trên ghe như vậy đó, thì nó mới tạo thành một cái chợ của những người địa phương. Và sau khi những cái người địa phương này mà họ quy tụ lại, họ tụ tập lại mà đông đúc á, thì cái chợ này nó càng ngày nó càng lớn, nó lớn dần ra. Và ở Thái Lan này, ở cái con đường này, ở cái đường kênh rạch này đó, thì được mệnh danh là, như quý vị biết là ở bên Ý nó có một cái con kênh rạch rất là nổi tiếng, đó là tức là kênh rạch là Venice. Thì ở đây thì được mệnh danh là Venice của châu Á, là bởi vì trong tất cả các nước ở Đông Nam Á thì nước Thái Lan là nước có hệ thống kênh rạch là nhiều nhất. Họ có tổng cộng là 1.300 cái đường kênh rạch như thế này. Thành ra là cái văn hóa chợ nổi, tức là floating market, nó rất là phổ biến. Và đây là cách người ta sống hàng ngày, người ta sinh sống và cũng như là cách người ta kiếm sống nữa. Và cái làng này đã có hơn 100 năm. Làng này có hơn 120 năm. Hôm nay mình có local tour guide là anh Nhật Bình. Dạ, từ thời Rama Đệ Ngũ là đã có rồi, tức là 120 năm trước. Là mình khoảng năm
từ năm 1900 anh Bình hả? Dạ, từ năm khoảng 1900 đó. Là cái chợ này nó đã có hơn một thế kỷ rồi. Chợ nổi này có hơn một thế kỷ rồi. Vậy là theo kiểu như là nó có giống như anh mình nói hồi nãy là nó có nước lớn, nước ròng này nọ rồi nó dâng lên thủy triều. Vậy là nó cũng phải theo mặt trăng rồi anh Bình hả? Dạ. Anh Bình đi Thái Lan bao nhiêu lần rồi anh Bình? Rất là nhiều lần, ghé không hết. Mỗi thôi mỗi. Nên hay nói vợ là đây là quê nội quê ngoại. Quê nội quê ngoại. Người đó quê nội, người đó quê ngoại. Thường thường cho anh Bình đi Thái Lan, anh Bình là đi Bangkok nhiều nhất hay là đi ở những cái... Anh Bình cũng đi hết, đi nhưng mà đa phần là mình ở Bangkok, tại Bangkok vui. Bangkok vui. Em là đi những vùng biển ví dụ như là Koh Samui, Phuket hay là Chiang Mai, Chiang Rai. Dạ. Em mọi người nói là mình đi cái chợ nổi này á là đồ ăn của nó bán nhiều mà đa dạng mà ngon lắm. Nhưng mà nghe nói là giá nó mắc hơn là dạ. Nghĩa là hồi xưa đó lúc mới mà mới có đó thì nó là một dạng của dân địa phương họ tụ tập lại, họ làm thành cái chợ để họ kiếm sống, họ trao đổi hàng hóa. Nhưng mà bởi vì càng ngày nó càng nổi tiếng, nó thành một cái nếp sống văn hóa đặc trưng, thành ra nó thành là người khu du lịch luôn. Dạ. Thành ra đa phần những cái chợ nổi mà gần thành phố thì đa phần là họ mở cuối tuần, còn ở đây là họ mở nguyên cả tuần luôn. À, nhưng mà thường thường chợ nổi này em nghe nói là nó nhộn nhịp nhất là vào buổi sáng phải không? Sáng sớm. Bây giờ mình đi, tại vì hồi nãy em nghe chị Duyên nói là mình đi như vậy là cô tính ra là cũng hơi trễ so với họp chợ rồi. Tại vì họp chợ, họ nhóm chợ là giống như là cái giờ mà mình nhóm chợ buổi sáng hồi nãy mình đi ở chỗ cái đường đèn xe lửa đó. Rồi, welcome to the floating market everybody. Kem dừa. Quán phố. Không hết. Trời, công nhận luôn á mọi người. Nãy giờ là coi như là giữ hình ảnh đồ này nọ lắm, mà hễ có đồ ăn xuất hiện là tôn nghiêm sĩ diện liền hết xuống sông rồi. Cái gì mà tôn nghiêm sĩ diện, vừa thấy đồ ăn là thấy kem dừa. Đây. Mọi người ơi. Thank you. Đây. Hello. Kem dừa. Mai, họ dùng cái cây này họ bắt mình lại mọi người. Họ muốn bán hàng á. Cái họ cầm cái cây, họ móc mình vô tỉnh bơ vậy đó. Mấy bên này. Ok. Đây, xôi xoài. Em chỉ nghe được cái câu đầu tiên bà nói welcome to Thái Lan, rồi sau đó là em biết nói cái gì nữa. Awesome. Ghe của tụi em không có gì ngoài nhan sắc. Cho nên là cô bán hàng cô thấy cưng quá, mua xôi xoài cô tặng thêm một bịch ổi. Anh Bình nhờ mình đẹp đó anh Bình. Nó ngon bắt ghét luôn á mọi người. Mọi người thấy không? Cái miệng em thì nói cái miếng xoài nó bự quá. Nhưng mà cái nết người ta bình thường á, cắt làm đôi đi. Dạ không. Miếng xoài bự quá.
bỏ vào miệng hết, không nói chuyện con được. Nhưng mà nó ngon quá à. Cái xôi xoài của nó nấu rất dẻo nha, không bị ngọt, có mùi thơm của đậu phộng nè. Và đặc biệt cái trái xoài của nó đó, nó ngọt mà nó thơm, mà nó thơm thanh vô cùng. Và nó chín tới chứ không phải là sống sống, mà nhiều khi mình ăn cái xôi xoài mà nó bị chua ha Mai ha. Cái xoài này nó ngọt mà nó chín ripe, nó là vừa chín tới luôn, thành ra ngon xuất sắc, ngon lắm luôn. Ủa tính ra bây giờ trong miệng nghe là ba thứ đồ ăn nha mọi người: sao bù chê, kem dừa, xôi xoài. Và cái điện thoại của em nó rớt lần này lần thứ 80 rồi, lo ăn quá. Điện thoại nó rớt lần thứ 80 mà hên là cái thuyền này nó không có lỗ hở, chứ nó có kẻ hở là điện thoại em nó rớt xuống sông. Ở đây là 80 lần rồi, cất vô mất công lỗ. Trời ơi trời, Gucci kìa, YSL kìa. Rồi mọi người ơi, em khẳng định chợ nổi trên sông có hàng hiệu nha. Móc chị vô rồi. Ủa chết mồ. Em kêu quá nó móc vô. Thôi bây giờ em giả bộ không biết gì, em cắm đầu em ăn tiếp nha mọi người. Bởi ta nói á, có đồ ăn ngon á là thiên hạ giang hồ nó hiểm ác á. Hồi nãy em mới ăn thử có một miếng à, xong giờ mọi người coi nhìn nè. Đó mà em đưa cho thằng Mai quay phim, em mới đưa cho nó chỉ có một phút thôi đó mọi người. Em nói thiệt mọi người là giang hồ hiểm ác vô cùng, nhất là khi có đồ ăn ngon. Cái xôi xoài này em mới đưa cho thằng Mai một phút nha mọi người, chưa tới một phút hôm nay chị đưa cho em có 30 giây thôi. Mà mọi người nhìn nè, mọi người nhìn cái hiện trạng của cái xôi xoài của tôi nè, có chịu nổi không? Chị em nó ăn hết xôi xoài của chị nó luôn. Hèn chi hồi nãy nhiệt tình kêu chị ơi chị thử đi. Không phải nó nhiệt tình nó kêu mình để mình quay, mà nó kêu mình ăn thử trước đi để nó còn ăn nữa. Và rốt cuộc đưa nó 30 giây kêu nó ăn thử, em ăn thử đi Mai. Đây là kết quả ăn thử của nó nè. Nết ăn thử kỳ cục ghê Mai. Cái nết ăn thử không có chấp nhận được. Tém cái nết lại vậy chưa? Không có nha. Đã vậy rồi mọi người, ăn xong còn nói gì? Chị, xoài này nó chưa chín lắm. Nó chưa chín mà nó ăn như vậy. Mà xoài này mà chín nữa là đưa lại cho em chắc còn cái hộp á.